Xin chào các bạn. Ở trong bài này chúng ta sẽ đi học về I don't know. Như các bạn đã được chia sẻ ở trường học và rất nhiều cái tài liệu khác, thì thông thường khi mà chúng ta không biết một cái gì đó, chúng ta thường trả lời là gì? I don't know. Tôi không biết. Tôi không biết là tôi không có tội nên là đừng hỏi tôi. Nhưng mà ví dụ chúng ta có một câu chuyện như sau. Vào buổi sáng này trên một cái lớp học ấy, cậu lớp trưởng này, cậu đem ra một câu hỏi rất là hóc búa cho các bạn của mình. Là tại sao một câu một đoạn bằng 2? Cái người bạn thứ nhất này, sau khi nhìn cái câu hỏi này đã trả lời là I don't know, tôi không biết. Cái người bạn thứ hai cũng lăng tăng chạy đến, suy nghĩ một lúc và trả lời I don't know, tôi không biết. Và cái người thứ ba cũng chạy đến, suy nghĩ lâu rồi cũng phải trả lời I don't know, tôi không biết. Tóm lại là tất cả mọi người xung quanh chúng ta đều là I don't know, we don't know, I don't know. Rất nhiều thứ chúng ta không biết. Điều đó không phải là điều xấu, nhưng hôm nay khi chúng ta chỉ biết mỗi I don't know, thật khó để có thể sử dụng trong các cái trường hợp. Đôi khi là chúng ta muốn tạo ra một chút nào đó về cái sự là hài hước. Thì ở trong bài này chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về 4 cái cách để có thể nói là gì? I don't know. Những cái cách nào đó nó tương tự và nó phải là những cái cách thông dụng trong cuộc sống của mình. Ok, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng Vitamin chúng ta đi tìm hiểu 4 cái cách này. Thứ nhất, thay vì nói I don't know, bạn có thể nói là gì? I have no idea. Tôi không có ý kiến gì, tôi không có ý tưởng gì. Có nghĩa là trong đầu của tôi là rỗng tách. Các bạn muốn nói gì nói, nhưng mà tôi không có ý tưởng gì cả. Điều đó tương đương với việc là tôi không biết, ai biết thì đi mà trả lời. Cách nói thứ hai chúng ta còn nói là gì? I have no clue. Tao không biết, tôi không biết. Tóm lại là mặt của chúng ta là gì? Phải dày ra và nó phải nói là gì? I have no clue. Tao không biết, tôi không biết. Cái cách thứ ba bạn có thể dùng một câu lịch sự hơn nữa là That's a good question. Đấy là một câu hỏi tốt. Ý của chúng ta là gì? Câu hỏi đấy nó rất là khó mà chúng ta không có câu trả lời, mà chúng ta không biết trả lời nó như thế nào. Cho nên thay vì chúng ta bảo là I don't know thì chúng ta lại khoe họ là gì? That's a good question. Đó là một câu hỏi tốt. Vừa từ chối sự khéo léo mà đôi khi cũng phải nói là gì? Mày rất là thông minh, câu hỏi của mày khó đến mức là tao không biết được. Và cách nói thứ tư là chúng ta cần nói là gì? My guess is as good as yours. Cái sự phán đoán của tao ấy, thì nó cũng giống như của mày này. Có nghĩa là gì? Tao không biết. Nếu mày trả lời được thì cái ý tưởng của tao là giống của mày đấy. Mày trả lời đi. Dù mày trả lời nào thì chắc chắn cái câu trả lời của tao cũng giống của mày. Đó. Cho nên ấy, ngoài là gì? I don't know thì đây là 4 cách thông dụng mà bạn này, tôi này, mình này cũng vừa phải học để có thể sử dụng trong một số trường hợp nhất định. Ví dụ trong công việc, sếp bất thình lình đi đến bàn của mình và sếp nói là gì? Do you know why I cannot send the email? Đó. Mày có biết tại sao tao không thể gửi được cái email này không? Đó, thì lúc này bạn mặc phải bơ ra và trả lời một cách tỉnh táo thôi là gì? I have no idea. Đó. Tao không có ý kiến gì, tao không biết gì đâu, đừng hỏi tao. Đấy, rất là trả lời ba phải. Ok, như vậy xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chia sẻ về 4 cái cách nói khác nhau của từ tao không biết, I don't know.